tới. Làm gì mà ồn dữ vậy? Cái lớp này là cái chợ vậy? Kiểu có cái gì bị sai sai, không như trong mong những ngày dài. Nửa năm mới lại được đến lớp, nghĩ thêm đi được không? Kiểu có cái gì bị to to, tiếng lâm vang vang cả tiếng gió. Người ôm nhau chờ thỏa nỗi nhớ, đưa ngạp nhau cả cờ. Bà biết chị một túi 100, hồ gà em rêu 280. Các chị comment để mấy em trong 20 hết mình cứ việc chốt đơn. Còn bán hàng gì nữa bạn ơi? Ê bằng vào làm ván game. Bằng nào mà bằng đến lớp đi lại chuyên màu nọc máy đây cho tôi. Cầu hất nước vào cà phôn tôi, ước như đây chắc chắn hỏng rồi. Thầy yên tâm có trang bị trong nước, IP sâu 7 cơ. Cầu dám thay đồ cả tôi luôn, mai cho ra sân trường hốt rác. Cùng mày đưa đi muộn lúc nay, sáng mai đi cùng luôn. Chỉ có vậy mà cũng làm căng, ông tưởng tôi yêu thương ông chắc. Hôm đầu tiên đi học phố tắt, chắc cả đường lên muộn tí thế cũng căng. Đổ nước còn chẳng trúng người luôn, nay bị bắt đồ rác luôn. Thôi tầm này thì chúng bay cầm điện thoại ra làm ván game kệ thầy. Cày game chả giật lắc cùng vơi, chip Snapdragon 778G. Em vào đập chỗ này. Ở kia phải hiệu trương với thầy nói chuyện với nhau. Dạ chúc thầy gặp những điều may, sang tuần qua trường khác ngay. Quay về là thầy sắp bay, mình phải chạy báo bọn nó ngay chuyện này. Các mẹ chẳng hay đã biết, có tinh mật em mới hóng luôn. Ờ kìa mặt sao héo hết, nào nghe đảm bảo hết buồn. Anh già vì dây chán quá, mới bị phụ huynh ép chuyện trường. Ờ nào mỉm cười cái đề, chả biết bị dề. Em đã có những cái hình phạt thật nặng dành cho các em về việc đi trễ, cho nên là cũng kính mong thầy không có hạ anh kiểm các em lần này. Nhất ba nha ngồi, thầy mình đó. Trong dung hình ảnh OS nói chung mượt mà. Tớ nghĩ cũng nên chuẩn bị một điều đặc biệt để tiễn thầy. Với dù gì cũng có vài đồng, từ nay quan có cho năm 2S đi đấy. Bên ngoài hành lang đã đến, everybody nấp hết đi. Đã vào tầng 3 chú ý, tổ 2 ra tắt hết đèn. Đôi tượng còn 2 mét nữa, các ông ngồi im cắm có. Đôi tượng vào vị trí G, 1, 2, bật đèn. Cả lớp lại làm cái gì đây? Thưa thầy lớp em đã biết hết. Thưa thầy em đang hiểu chút sống trang chiêu được sau này sau khi gió cưới mây. Thầy lớn thật là ủng hộ em, xong thầy chơi game cùng chúng em. Nó đi học muộn đáng ra anh Kim cùng trình thầy đứng ra bảo vệ. Phụ bán hàng dùm má là tốt, nhưng học thì phải tập trung. Game thì sau giờ dạy chính tôi cũng hay chơi, nhưng lớp chẳng thấy ai rủ tôi. Người ta gọi tôi là thầy Cry, là tại các em đấy nha. Giờ thì chụp với nhau vài bộ anh không hiểu lúc nào gặp lại. Tình thầy trò mãi vững mạnh như mang 5G trên A52S.
đừng để những hiểu lầm tạo nên khoảng cách, che đi những điều thật sự tốt đẹp phía sau. Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Galaxy A52s 5G luôn mờ hiểu lầm, nâng tầm cảm xúc.